tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động và vận dụng linh hoạt các biện pháp nên sau 2 năm thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, huyện Yên Mỹ đã giải phóng mặt bằng được trên 550 ha. Trong đó năm 2022 giải phóng mặt bằng được 20 dự án, năm 2023 giải phóng mặt bằng được 33 dự án với diện tích trên 550 ha, tập trung chủ yếu là các khu cụm công nghiệp, dự án đô thị, khu dân cư. Đặc biệt trong 2 năm qua, huyện đã hoàn thành và đang triển khai nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh, của huyện như dự án đường vành đai 4, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đường DT376, DT382B nhánh phải. Nhờ đó, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận được trên 300 dự án đầu tư trong nước và trên 160 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ giải phóng mặt bằng, các dự án còn lại huyện Yên Mỹ đang tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương triển khai các dự án, công khai, minh bạch, giải thích, làm rõ những thắc mắc, kiến nghị của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng.